Xin chào các anh, hôm nay em đến cửa hàng đồ cũ giới thiệu với các anh một vài âm ly và đầu DCD mới, cả loa nữa, thì mời các bác theo dõi. Đây, em xin giới thiệu chiếc DCD Đèn Đông 1650 SE. Em này có giá là 14.500.000 đồng, sản xuất năm 2012, bảo hành 6 tháng. Em này chạy được Super Audio CD. Em này có cổng DAC này, giải mã được 24 bit nha các bác. Có cổng USB mặt trước. Em này thì còn đầy đủ dây khiển, dây hướng dẫn sử dụng, dây AV. Đây mặt trước rồi, còn rất là mới nha các anh, rất là mới các bạn. Bảo hành 6 tháng, giá mới của em nó là 35 triệu Việt Nam đồng. Sang bên này thì có dòng này là dòng Đèn Ông DVD H1XV. Em này giá 10 triệu rưỡi Việt Nam đồng, bảo hành 3 tháng, sản xuất năm 2006. Em này chạy được SACD, CD, DVD. Em này cũng có cổng cổng DAC này. Còn sách hướng dẫn sử dụng còn đầy đủ phụ kiện, chỉ thiếu thùng xốp này các bác nhé. Trước này. Đó. Em này giá mới của em nó là 85 triệu Việt Nam đồng. Rất là đắt. Sang bên này có Đèn Ông VCD S1, giá là 16 triệu Việt Nam đồng. 36 triệu Việt Nam đồng. Đấy. Bảo hành 3 tháng, sản xuất là 1994. Đấy. Em này giá mới là hơn 100 triệu rồi. Có cổng DAC này, cổng quang này, con khiển này, con khiển nha các bác. Đó. Bảo hành 3 tháng, rất là mới. Mặt trên không hề vết xước sát nào nha các bác, chỉ không còn thùng xốp đâu. Xuống bên dưới này cũng là một em Đèn Ông nữa. Lại hôm nay rất nhiều Đèn Ông rồi. Đời Đèn Ông DCD 7552 là mã. Em này chỉ có giá là khoảng 2 triệu Việt Nam đồng thôi. Khoảng 3 tháng thôi. Sản xuất năm 2002 này. Và có cổng DAC luôn. Em này thì không còn khiển nha các bác, chỉ còn dây nguồn là dây AV thôi. Bên dưới là một em Sony CDX 2020. Hôm nay giá hơn 11 triệu Việt Nam đồng, 3 tháng. Sản xuất là 1958. Em này giải mã 22 bit. Có cổng DAC này. Em này thì còn khiển nha các bác. Đó. Còn khiển còn dây nguồn, nhìn rất là mới. Đây. Yamaha CDX 2020, giá là mới là 40 triệu Việt Nam đồng. Sang bên này là đến dòng Marang. Đây là đầu CD Marang DV 9500, em này giá là gần 5 triệu rưỡi Việt Nam đồng, sản xuất 2004, giá mới là hơn 30 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 3 tháng. Em này chạy SACD này, CD, DVD, có cổng HDMI này.
Trong này thì còn khiển còn dây nguồn nha các bác. Mặt trước thì có xước và bẩn, nhưng mà nhìn em nhìn thì không hề có xước và bẩn nha các bác. Rất là ngon. Bên dưới này là một em CD nữa, em CD Marang, Marang mã là SA15S1, giá là khoảng 7 triệu rưỡi Việt Nam đồng, sản xuất năm 2005, hành 3 tháng. Em này thì còn đầy đủ phụ kiện này, có khiển này, đó, nhìn rất là mới, đây, cho các bác xem. Đó, em này thì chỉ bị xước một ít ở đây. Đây có bị xước, không biết bị va đập ở đâu mà mất một ráp này rồi. Còn đâu ngoài ra em nhìn rất là mới nha các anh. Sang bên này có dòng Panasonic này, nó CD Panasonic này thì có giá khoảng 2 triệu Việt Nam đồng, mã SL Panasonic SLPS700, sản xuất năm 1990, bảo hành 3 tháng. Em này cũng có công, đã có phần. Em này thì chỉ còn dây AV và dây nguồn thôi. Xương dây này thì em xin giới thiệu là dòng Pioneer, Pioneer PDT06. Em này chạy CD Play. Giá mới là 25 triệu Việt Nam đồng. Bây giờ em nó chỉ còn giá là khoảng 5 triệu Việt Nam đồng thôi. Sản xuất năm 1993, bảo hành 3 tháng. Có em này có cổng đắc nha các bác, còn khiển này. Chỉ bị xước và bẩn, nhưng mà mặt trước thì không hề xước và bẩn nha. Đây, cho các bác xem, nhìn leng keng sà beng luôn, rất là đẹp. Sang bên này em giới thiệu CD Sony CD P XA50ES. Em này giá là khoảng hơn 9 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 3 tháng. Giá mới em nó là hơn 20 triệu. Sản xuất năm 1996. Rất là khủng khiếp, em này còn khiển này. Nhìn rất là mới, từ năm 1996 mà nhìn nó mới. Sợ nhỉ. Này. Đây, dưới này là một em Sony nữa này. Em này thì có một anh bảo em tìm rất là lâu rồi, nhưng mà anh ấy mãi không kiếm được, thì tự nhiên hôm nay kiếm được em này ở đây. Sony CDP777 ASG. Em này giá mới là hơn 40 triệu Việt Nam đồng. Bây giờ em nó chỉ có giá là khoảng 14 triệu Việt Nam đồng thôi. Bảo hành 3 tháng, sản xuất là 1992 này. Có cổng đắc này, còn khiển còn dây nguồn nha các bác, còn dây AV luôn, đầy đủ phụ kiện. Này, em quay cho các bác xem, nhìn rất là mới, không hề xước luôn, không xước bẩn nhé. Hai hồi gỗ này, đẹp thật. Xem này, em nó sản xuất được gần 30 năm rồi. Bên này thì có một vài em Maxin tốc, thì Maxin tốc này thì em đã quay rồi này. Đó, các bác nhé. Thì các bác nào mà ấy thì tham khảo mấy video lần trước của em. Đó, này âm đi tiền này,
10 điểm một kit ở dưới này. Dưới này bộ của Aquaface. Đấy, đây. Aquaface P300V em đánh giá là khoảng 34 triệu Việt Nam đồng bảo hành 6 tháng. Đó. Này em này C20220 em này giá khoảng 18 triệu Việt Nam đồng bảo hành 3 tháng này. Đó. Thì các bác cứ mấy cái này thì em có quay hết video rồi. Người bác tham khảo video lần trước của em nhé. Đây sang đây em xin giới thiệu có con Pioneer này, này. Pioneer N50 mã giá là 5 triệu Việt Nam đồng bảo hành 3 tháng. Giải mã là 24 bit này. Em này thì là con khiển nha các bác, con đây nguồn này. Đấy. Nhìn rất là mới luôn. Đây, em quay cho các bác xem. Rất là mới, con khiển con dây nguồn đầy đủ nha các bác. Đây, sang bên này là có một em Marang nữa, Marang DV8300 này giá mới là khoảng 28 triệu Việt Nam đồng, 29 triệu, bây giờ nó chỉ còn giá là khoảng hơn 3 triệu Việt Nam đồng thôi. Sản xuất 202 bảo hành 3 tháng à, chạy được Super Audio này, CD DVD này à, có HDMI. Em này thì còn khiển còn dây nguồn nha các bác à, còn cả dây AC này. Đây khiển dây nguồn đây, để ngay bên cạnh luôn. Sang bên này thì còn mấy cái lọc điện này, lọc điện của CSR50 em này giá là gần 4 triệu Việt Nam đồng, sản xuất là 1999, bảo hành 3 tháng. Đó. Em này thì không sử dụng được cho âm ly này. Mình âm ly bao không sử dụng được. Đây cũng thế này, CSR100 em này giá 5 triệu Việt Nam đồng 3 tháng. Em này thì cũng không sử dụng được cho âm ly và bao. Thế này theo hai cái CEO này KT8000 giá là bộ khoảng gần 4 triệu Việt Nam đồng. Thế này nền nông này, nền nông TU701 giá là khoảng 2 triệu rưỡi Việt Nam đồng. Này là ổ cắm này, ổ cắm của Tech này, nó là AVP25 bảo hành 10 ngày. Ổ cắm này thì có gì, công suất 1500W. Ổ cắm này, này là 300W này, 300W này, 300W này, 300W, 300W hết. Đây là gì đây, chỉnh dòng điện
Made in Japan nha các bác. Đây, có dòng điện là 110 đến 120 này, từ 220 đến 240 này, 7 ampere này. Bên này thì em xin giới thiệu vài ân âm ly. Âm ly Lukman SQ505X giá là khoảng 10 triệu Việt Nam đồng. Sản xuất năm 1971 này. Bảo hành 3 tháng. Con dây AV dây nguồn. Nhìn nó cũng rất là mới nha các bạn. Dưới này là có em đèn ông PMA 2000, em này thì đã sửa rồi này, sản xuất giá là khoảng hơn 9 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 6 tháng, em này sửa rồi nhá, công suất là 320W 4 ohm, đây họ sửa rồi, sửa rất nhiều, em xem nào. Nó sửa đây. Sao không phải nghe được nhỉ? Nhìn rất là mới. Đây, sang bên này thì có Onkyo A925 giá là 5 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 3 tháng. Công suất là 240W 4 ohm. Đây là một đèn đông PMA CX3 giá 8 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 3 tháng. Nhỏ mà công suất rất là lớn, 300W 4 ohm. Còn khiển nha các bác, còn dây nguồn. Nhìn rất chất. Vâng, đây có con đầu giải mã này. Cái đầu giải mã này không phải. Này là TAC này, AI301DA. Cái này giá khoảng 6 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 3 tháng. Sản xuất là 2009 này. Công suất là 80W 4 ohm. Bluetooth này, cổng quang này, cổng USB này. Giải mã 32 bit cơ này. Hỗ trợ Bluetooth này. Còn khiển, còn dây nguồn này. Rất là đẹp nha các anh. Em sẽ quay kỹ con này. Nhìn rất là mới nha. Hỗ trợ cổng bắp chuối. Đây. Đây nó viết có chữ Bluetooth này. Trang cục này, cục Bluetooth này. Còn rất là mới này. Còn đầy đủ phụ kiện nha các bác. Đây, phụ kiện đây. Đây, khiển này. Chỉ mất mỗi là hộp xốp thôi. À, em gửi các bác nhé. Em xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Các bạn thấy hay thì nhớ bấm like kênh giúp em. Chào các bạn.